Các em thân mến, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên kênh học trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô là Trần Thị Ái Nữ, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thuật. Rất vui được học cùng các em trong buổi học hôm nay. Môn lịch sử lớp 7, bài 19, Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tiết 40, phần 3 La Mã, khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, cuối năm 1426 đến cuối năm 1427. Đến với bài học hôm nay, cô mong muốn em nắm được. Thứ nhất, về kiến thức. Em nắm được những sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn cuối của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đó là chiến thắng Tốt Động, Chốc Động và Chi Lăng Sương Giang. Thứ hai, nắm được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Về tư tưởng, giáo dục cho các em lòng yêu nước, niềm tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta ở thế kỷ 15. Thứ ba, về kỹ năng. Các em cần rằng cho mình những kỹ năng sau: sử dụng lực đồ để trình bày diễn biến các trận đánh, đánh giá và nhận xét các sự kiện lịch sử. Về cấu trúc bài học, cô xin giới thiệu cho các em gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, diễn biến trận Tốc Động, Chốc Động vào cuối năm 1426. Phần thứ hai, diễn biến trận Chi Lăng Sương Giang tháng 10 năm 1427. Và phần thứ ba là nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Các em à, trong tiết học trước, các em đã thấy được sự lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426 bằng những thắng lợi đã giành được. Vậy, đó là những thắng lợi nào? Thứ nhất, năm 1424, Nghĩa quân Lam Sơn được giải phóng Nghệ An. Năm 1425, giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. Và cuối năm 1426, tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động. Lúc này, bục địch phải cố thủ trong thành Đông Quan, Nghĩa quân Lâm Sơn thừa thắng liên tục phản công. Các em ạ, với những thắng lợi giành được đó, đã đẩy quân Minh vào thế bị động. Lúc này, địch muốn thay đổi tình thế nên đã huy động lực lượng, tăng cường viện binh, tiến vào nước ta. Quân ta dưới sự chỉ huy của Lê Lợi và Bộ Chi Lâm Sơn đã tiến đánh và tiêu diệt quân Minh, làm nên trận thắng lừng lẫy trong trận Tốc Động, Chốc Động và Chi Lăng Sương Giang. Vậy trận đánh này đã diễn ra như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu tiết học hôm nay. Đó là tiết 40. Ba La Mã khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng cuối năm 1426 đến cuối năm 1427. Phần thứ nhất, chúng ta đi tìm hiểu là trận Tốc Động, Chốc Động cuối năm 1426. Về hoàn cảnh dẫn đến trận Tốc Động, Chốc Động. Các em hãy cho cô biết, sau khi bị ta bao vây, quân Minh đã làm gì? Sau khi bị ta bao vây, chúng đã cố thủ trong thành Đông Quan, tình thế vô cùng khó khăn và bí mật xin thêm viện binh. Với 5 vạn viện binh đã làm cho lực lượng của quân Minh ở thành Đông Quan lên đến 10 vạn. Và để giành thế chủ động, thì quân Minh đã mở cuộc tấn công lớn vào Nghĩa quân ta ở Cao Bộ, Chương Mỹ, Hà Nội. Còn về phía Nghĩa quân ta, nắm được ý đồ hướng tiến quân của Vương Thông nên đã đặt phục binh ở Tốc Động, Chốc Động. Các em hãy nhìn trên lược đồ trận Tốc Động, Chốc Động. Mũi tên màu xanh là 5 vạn viện binh của Vương Thông. Đây là Cao Bộ, đây là Ninh Kiều. Các em nhìn vào phần chú giải. Mũi tên màu xanh là địch tiến quân và rút lui. Mũi tên màu đỏ là quân ta hành quân và mai phục tiến đánh. Cô mời các em cùng đi tìm hiểu về phần diễn biến trận Tốc Động, Chốc Động. Diễn biến diễn ra như sau. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 1426, Vương Thông xuất quân từ Ninh Kiều tiến về Cao Bộ. Nghĩa quân ta đặt phục binh ở Tốc Động, Chốc Động. Khi quân Minh lọt vào trận địa thì bị quân ta nhất tề xông đánh, dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội để tiêu diệt. Kết quả là 5 vạn địch bị tử thương, Vương Thông chạy về Đông Quan, bị Nghĩa quân ta vây hãm và giải phóng nhiều châu huyện. Như vậy, qua trận Tốc Động, Chốc Động, em hãy so sánh lực lượng của ta và địch lúc này như thế nào. Về phía quân ta, liên tiếp giành thế chủ động trên chiến trường, thừa thắng vây hãm thành Đông Quan, giải phóng thêm nhiều châu huyện. Còn về phía địch, ngày càng lún sâu vào thế bị động, tinh thần quân lính hoang mang. Sau khi giành thắng lợi ở trận Tốc Động, Chốc Động, Nghĩa quân Lâm Sơn tập trung lực lượng tiêu diệt quân Minh ở trận Chi Lăng Sương Giang, kết thúc cuộc chiến tranh chống quân Minh
Vậy, hoàn cảnh nào để ta mở trận Chi Lăng Xương Giang? Cô mở các em sang phần 2, trận Chi Lăng Xương Giang, tháng 10 năm 1427. Về hoàn cảnh. Các em hãy cho cô biết, sau thất bại ở trận Tốc Động Chốt Động, Vương Thông đã làm gì? Vào tháng 10 năm 1427, 15 vạn viện binh của địch được chia thành hai đạo tiến vào nước ta. Đạo thứ nhất do Liễu Thăng cầm đầu từ Quảng Tây tiến vào theo hướng Lạng Sơn. Đạo thứ hai do Mộc Thạch Chỉ Huy từ Vân Nam tiến vào theo hướng Hà Giang. Với lực lượng viện binh lần này như vậy thì so với lần trước như thế nào? Lực lượng viện binh lần này đông gấp 3 lần so với lần trước. Điều đó cho thấy được sự quyết tâm của quân Minh là chiếm bằng được nước ta. Các em hãy nhìn vào lược đồ. Cô giới thiệu cho các em, đây là đạo quân của Lý Thăng tiến vào theo hướng Lạng Sơn. Và đây là đạo quân của Mộc Thạch tiến vào theo hướng Hà Giang. Trước tình hình tấn công của quân giặc như vậy, Bộ Chỉ huy Lâm Sơn đã bàn kế đánh giặc như thế nào? Và vì sao lại chọn kế đánh giặc đó? Chúng ta tiến hành thảo luận trong 3 phút. Đây là hình ảnh Bộ Chỉ huy Nghĩa quân Lâm Sơn bàn kế đánh giặc. Như vậy là Bộ Chỉ huy Nghĩa quân Lâm Sơn quyết định tiêu diệt đạo quân viện binh trước hết là đạo quân của Liễu Thăng, không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta. Vì lực lượng quân Minh lúc này trong thành còn rất đông, ra sức cố thủ, không thể nhanh chóng hạ được thành. Nếu thành Đông Quan chưa hạ được, mà hơn 10 vạn quân Liễu Thăng vào tiếp ứng cho Vương Thông, thì tình hình sẽ rất khó khăn, phức tạp cho ta. Ta sẽ bị dồn vào thế giữa hai gọng kìm, tiến không được, thối cũng không sang. Vậy, ta nên phải tập trung tiêu diệt đạo quân viện binh trước. Đến lúc đó, quân của Vương Thông cố thủ trong thành Đông Quan buộc phải đầu hàng. Thực tế, chiến trường vào cuối năm 1427 đã chứng minh điều đó. Với kế hoạch đã đề ra như vậy, Nghĩa quân Lâm Sơn đã đặt phục binh tiêu diệt quân Minh ở trận Chi Lăng Xương Giang. Cô mở các em cùng tìm hiểu về diễn biến trận Chi Lăng Xương Giang nhé. Trước hết, các em hãy nhìn vào phần chú giải. Chúng ta thấy mũi tên màu xanh là hướng tiến quân của viện quân Minh. Mũi tên màu đỏ là quân ta nhử địch và Nghĩa quân Lâm Sơn chặn đánh viện binh của quân Minh. Diễn biến trận Chi Lăng Xương Giang diễn ra như sau. Ngày 8 tháng 10 năm 1427, Liễu Thăng hùng hổ kế vào nước ta, bị quân ta phục kích và giết ở ải Chi Lăng. Sau khi Liễu Thăng bị giết, phó tổng binh là Lương Minh Linh Thai tiến xuống Xương Giang, bị quân ta phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát và tiêu diệt 3 vạn tây. Lương Minh bị giết, thượng thư bộ binh Lý Khánh thắt cổ tự tử. Mấy vạn địch còn lại cố gắng lắm mới tới Xương Giang, bị quân ta tấn công từ nhiều hướng và kết quả là gần 5 vạn tên địch bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, Lê Lợi sai quân đem chiến lợi phẩm thu được cho Mộc Thạch xem, ông hoảng sợ và rút quân về nước. Được tin hai đạo viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạch bị tiêu diệt, Vương Thông khiếp đảm, xin hòa và mở hậu thề Đông Quan, rút quân về nước. Cuộc kháng chiến chống quân Minh của Nghĩa quân Lâm Sơn đã kết thúc thắng lợi, đất nước sạch bóng quân thù. Đây là bức ảnh Vương Thông mở hậu thề Đông Quan. Trong hậu thề Đông Quan, Vương Thông cam kết rút quân về nước, không dám ngoan cố chờ đợi viện binh và trên đường rút quân không được cướp bóc của cải của nhân dân. Còn về phía ta, Lê Lợi đảm bảo thay cho quân Minh được bảo toàn tính mạng về nước và đối với triều đình Minh sẽ có biểu cầu phong. Ngoài ra, Lê Lợi còn cấp cho 500 chiến thuyền, mấy nghìn con ngựa cùng với đầy đủ lương thực và sai sửa sang cầu cấm, đường xá để cho chúng rút quân về. Quân Minh hết sức cộng đồng, kéo đến dinh Bồ Đề lại tạ những người lãnh đạo, đài lòng khoan dung, nhân đạo của Nghĩa quân Lâm Sơn. Trích từ Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 1. Các em sau gần 20 năm chiến đấu của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Bộ Chỉ huy Lâm Sơn đã đánh quân Minh ra khỏi nước ta, đất nước sạch bóng quân thù. Vậy thì các em có biết nguyên nhân nào mà nhân dân ta làm nên thắng lợi vang dội như vậy? Và thắng lợi đó có nghĩa lịch sử như thế nào? Chúng ta sang phần 3 nhé.
vì nguyên nhân thắng lợi. Các em hãy cho cô biết vì sao cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành được những thắng lợi nhanh chóng như vậy. Do những nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất, nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước. Nguyên nhân thứ hai, tất cả các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc. Và nguyên nhân thứ ba, thắng lợi đó gắn liền với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của Bộ Tham mưu, đứng đầu là các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Vậy thì, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã có ý nghĩa lịch sử to lớn như thế nào? Ý nghĩa thứ nhất là kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh. Ý nghĩa thứ hai, mở ra thời kỳ phát triển mới của xã hội đất nước Việt Nam thời Lê Sơ. Các em à, trong cuộc kháng chiến chống Minh xâm lược giành thắng lợi vang dội như vậy, chúng ta phải nói đến công lao to lớn của nghĩa quân Lam Sơn mà đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Đây là chân dung của Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Các em quan sát. Lê Lợi là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Chiến thuật của ông có tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách vĩ đại. Ông không chỉ là người nhân nhóm tạo lập ra cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mà còn là người dẫn dắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Còn Nguyễn Trãi là một quân sư của Lê Lợi. Ông đã đề ra đường lối chiến thuật đánh quân Minh. Ông là một vị anh hùng, là một khí khách tinh hoa của dân tộc, là một danh nhân văn hóa thế giới. Ông để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Bình Ngô Đại Cáo, Ức Trai Thi Tập, v.v. Vậy thì, để ghi ơn những công lao to lớn đó của hai ông, thì đảng và nhà nước ta đã xây dựng tường đài hai ông ở nhiều nơi và lấy tay hai ông đặt cho tên đường, tên trường. Vậy thì các em là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, các em phải làm gì để đền đáp công lao to lớn đó của hai ông? Các em phải ra sức học tập, học thật giỏi để sau này góp phần xây dựng đất nước, đưa đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng giàu mạnh, xứng tầm với các nước trên thế giới. Như vậy, qua 20 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Bộ Chỉ huy Lam Sơn đã đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, đem lại nền độc lập hòa bình cho nước nhà. Để kết thúc bài học hôm nay, cô cùng các em đi tìm hiểu về trò chơi ô chữ nhé. Các em quan sát câu hỏi và trả lời theo ô chữ sao? Chúng ta bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất. Người đã cải trang làm Lê Lợi để giải vây cho nghĩa quân ở núi Chí Linh. Ông là ai? Lê Lai. Câu hỏi số 2. Nơi tướng giặc Liễu Thăng chết tại trận. Đó chính là Ải Chi Lăng. Câu hỏi số 3. Quê hương của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ở đâu? Ở Thanh Hóa. Câu số 4. Tên tướng giặc trói tay để tự xin hàng trong trận Chi Lăng Sương Giang là Hoàng Phúc. Câu số 5. Cách đánh chủ yếu của quân ta trong hai trận Tốc Động, Chốc Động và Chi Lăng Sương Giang. Đó chính là cách đánh phục kích. Câu số 6. Vương Thông đã dẫn quân tiến đánh vị trí nào của quân ta trong trận Tốc Động, Chốc Động? Đó chính là vị trí ở Cao Bộ. Các em ạ, sau khi đánh đuổi quân Minh, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục lại quốc gia Đại Việt, phát triển đất nước về mọi mặt như tổ chức bộ máy chính quyền, xây dựng quân đội, pháp luật, khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống xã hội, v.v. Thì để tìm hiểu về những nội dung này, tiết học sau, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu. Chúng ta về nhà học bài cũ theo nội dung chúng ta đã học ở phần trên. Và các em chuẩn bị bài mới, bài 20, đó là nước Đại Việt thời Lê Sơ. Với những nội dung sau, trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ, so sánh với bộ máy chính quyền thời Trần. 2. Nêu những đóng góp của Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật. Bài học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em. Xin hẹn gặp lại các em nhé. Chúc các em học tốt. Chúc thầy cô khỏe mạnh.